phát hiện bệnh suy thận mãn là trước đó là mình có bệnh gì không ạ? Hồi trước hồi năm 2002 lúc đó là ba bị sụt cân rồi lên Chợ Rẫy khám, nó bị bác sĩ cho biết là bị tiểu đường, Dạ, tức là nhập viện rồi suy thận mãn. bị tiểu đường phải không? Rồi mình khám tiểu đường bao lâu thì mình mới bị phát hiện suy thận mãn? Thì xét nghiệm rồi là Chợ Rẫy cho biết là suy thận mãn luôn, rồi tiểu đường nhập viện luôn. Là cùng một lúc là phát hiện hai bệnh đó luôn. Vì ba bị tiểu đường đó rồi lên khám mới biết chứ suy thận mãn chứ mới đâu có biết. Rồi bác sĩ báo nếu mà suy thận mãn thì mình phải uống thuốc hay chích thuốc khi nào hết? Ba có hỏi bác sĩ Chợ Rẫy là bác sĩ nói không bao giờ hết, Suy thận mãn là không suy hết. thận mãn là không bao giờ hết. Lúc ấy về nghe ông Chính ở bển đó, ông Chính còn bển, ông nói là ông đêm giao thừa, ông giám đốc bệnh viện Cần Thơ đó, ông nói là ông chúc Tết bà con mà ai có bị bệnh đó đó, tại vì ở bệnh viện ông có một người bệnh nhân cũng bị vậy, rồi về cái rồi ăn không biết ai bày, rồi ăn cỏ mực chưng với cá lóc vậy mà ăn mấy tháng lên ông xét nghiệm lại hết trơn. Vậy tức là đã có người ăn rồi, Ăn người rồi kia hết rồi, ông mới hỏi ông đó là ăn bằng cái gì mà hết, ông mới nói là ông ăn cỏ mực chưng với cá vậy đó. Rồi bữa đó ba về bển rồi ông mới gặp ổng, rồi ông mới kể vậy về rồi ba ăn. Mà trong thời gian đó là bệnh mà còn đi làm ở thành phố đó, sáng đi chiều về, thành ra chiều về ăn chỉ được có một cữ thôi, thành ra thời gian nó kéo dài lâu, cả năm trời mới mới hết. Chứ còn nếu mà ăn bạn ngày hai cữ á thì trong vòng mấy tháng là có lẽ hết. Tức là đúng ra là mình ăn đúng liều lượng là một ngày hai lần thì Ngày trong hai vòng lần. cỡ tầm 3 4 tháng là hết. Sau này ba hết rồi lên Chợ Rẫy khám khỉa 3 tháng liền, bác sĩ ổng cứ la sao kỳ ta hoài, ổng là ổng bắt xét nghiệm khỉa 3 tháng liền là mà bắt đầu rồi ổng thấy thôi đừng có lên đây nữa, tức là về ở quê, là ở địa phương đó là khám tiểu đường được rồi Tức là khỏi lên bệnh viện khỏi. trung ương Chợ Rẫy nữa. Rồi hết nay là đến cái năm 2002, năm 2003 là hết, tới năm 2000 tức là nghỉ ăn luôn. Là năm 2016 là khoảng Tức tháng là 10 lên xét nghiệm, 14 năm sau. mười mấy năm sau thì xét nghiệm lại, thì thường thường khoảng chừng 4 tháng xét nghiệm lần. Thì hồi trong năm 2016 đó thì xét nghiệm lại được, bắt đầu là thận nó hơi nhích lên chút nữa, dù 120 nằm trong khung nó là tới 120 thôi, mà ba tới 129. Con này là nó vượt rồi, nó 129 rồi. Thì về ba ăn cỏ mực lại 2 tháng, ăn ngày hai cữ, ăn 2 tháng lại là lên xét nghiệm lại 2 tháng thôi, lên xét nghiệm lại là nó chỉ còn có 121. Rồi bây giờ ba ăn tiếp tục là nó xuống, nó sẽ lọt vô khung luôn. Thì còn có xem lại cái hồ sơ của ba là 2002. 2002 là lúc mà ba mới bệnh á, thì nếu mà đây nó có hai đơn vị là miligam, còn bên đây là milimol thì mình theo đơn vị miligam nè. Tức là cái creatinine của mình á là từ 0,7 cho đến 1,5 là bình thường của người bình thường nha. Thì khi mà ngày 29 tháng 4 2002 á thì của ba tới 2,4. Tức là ngoài 1,5 đó đã cao mà tới 2,4 là nó cực kỳ cao luôn, nó Thì rất bác là sĩ cho biết gấp là đôi cái mức bình thường luôn. Nó con số nó lên rất là cao. bởi lúc đó xét nghiệm lại là hết rồi, bác sĩ mấy ổng mới lật cái sổ ba hoài, ổng lật cái sổ theo dõi bệnh đó, là sao kỳ ta hoài ổng là sao kỳ á. Rồi ổng là thôi bây giờ ổng suy nghĩ, hồi ổng nói thôi giờ tôi để viết cho ông mấy chữ, tháng sau ông lên ông khám lại coi. Bắt khám khỉa 3 tháng liền, bắt đầu là mới là cho về ở địa phương là kiểm tra đường thôi đó, chứ Thì không có đi Chợ Rẫy nữa. cái hồ sơ thứ hai của ba đó là đầu năm là ngày 17 tháng 1 2003, tức là 6 tháng sau khi ba bị bệnh mà gọi là bị cái này nó lên rất là cao á, nó bị nặng đó. Mà 6 tháng sau khi ba ăn có mực, mặc dù lúc đó ba đi làm là ba ăn không được được đều á, Ăn được có buổi mà chỉ chiều có thôi một buổi mà. thôi, là nó xuống còn 0,9.
tức là từ 0,7 cho đến 1,5 là bình thường ha, nãy nó lên tới 2,4, bây giờ nó giảm xuống còn 0,9 là bằng cái mức của người bình thường luôn. Ừ, thành ra lúc đó bác sĩ cho biết ba mới nghỉ ăn luôn là tới năm 2016, tức là 4 tháng là ba sẽ xét nghiệm lần, 4 tháng xét Bốn nghiệm tháng liền lần. ăn thì nó không có lên nữa. Nó bình thường không. Rồi hồi năm rồi nó nhích lên là ở đây nó tính Đơn là vị khác khác. hơn ở Rồi chợ rẫy, rồi thì cái tức này là tới 120 thôi cái khung đó. rồi cái này thì theo đơn vị là milimol, thì cái này là của 2016 nè, 16 mới trong Tết đi. tức là trong Tết là bỏ 14 năm không ăn có mực, thì cái con số mình tính theo đơn vị là milimol nè, nó là của ba Năm là 120 đó. 121, tức là từ 321. 62 đến 121 là bình thường. Mình quy ra cái đơn vị là milimol đó, thì của ba là 121, là nó nằm trên cái ngưỡng cao chứ nó chưa có cao lắm đâu. Thì ba sau khi ba ăn xong thì ba có chỉ được bao nhiêu người, thì hồi đó con có nghe nói là những người ở thành phố họ về họ cũng không tin, họ cũng nhờ ba gửi cái hồ sơ cho họ xem xét nghiệm của bệnh viện Chợ Rẫy nè, bệnh viện lớn của Việt Nam đó quý vị. Thì có con nhỏ bạn của Chị con Mai, Mai đó, chị cháu là nó mới bạn của đứa cháu, tức là nó bị suy thận mãn, bác sĩ cho biết là suy thận mãn, thì nó mới nghe con Mai kể vậy đó, nó mới điện thoại về, nó xin số điện thoại về ba, nó mới hỏi, nó mới nhờ gửi cái sắp hồ sơ của ba lên cho nó xem. Coi như thế nào, bởi vì nó nói nó có học bên ngành y, nó cũng biết nữa, thành ra gửi lên cho nó, rồi nó coi xong nó gửi về nó trả, thì nó ăn 3 độ khoảng chừng chắc 5 tháng quá. Rồi hôm đó mới nói điện thoại nó gọi ba, thì nó báo là nó xét nghiệm lại hết rồi, nó mừng quá trời, nó cảm ơn. Rồi thời gian gần đây thì có ông bác ở hàng xóm cũng bị tiểu đường Suy thôi thận anh, mãn, bị cũng tiểu tiểu đường đường, suy thận sau mãn luôn. đó suy thận mãn luôn. Thì ba nói dùng có mực đi, thì cái bác này không chịu, nói thôi không ăn đâu, cỏ lạ khó ăn. Ba mới nói là bây giờ ăn cỏ này hết bệnh hay là uống thuốc hay là chết. Đó thì ổng mới giật mình, ổng về đây cỏ nó không có, con mực này nó không có tốn tiền quý vị. Đó thì mình cứ ra ruộng mình hái, quý vị thấy rồi đó. Đó nhiều người họ muốn có kiếm có mà không được, còn giờ mình có trơ trơ trước mắt mà họ đi uống thuốc tây. Đó thì sau khi ba nói như vậy thì bác nó mới về và nhờ người nhà làm cho có mực. Đó thì ăn xong thì bao Ông ăn lâu? Hả? có 2 tháng thôi, ông ăn Hai rất tháng nhiều, mà ăn ông nhiều, hai ăn tháng ngày 2 cữ, mà ông ăn nhiều lắm. 2 tháng lên xét nghiệm lượt ba đây là ổng là 100, tức là nó tính là 130 mấy lần, nhưng mà khi ông ăn rồi xuống còn có 110 thôi. 2 tháng sau vì ông ăn nhiều, Thì hồi nãy còn mình ba nói ăn nhiều ba ngán. cái đơn vị là tính milimol á, là từ 62 cho đến 120 là bình thường, còn ổng là 130 mấy, 130 nó mấy, cao. Và sau khi ăn 2 tháng thôi, 2 nó tháng quay lại lên dưới còn lại 120, 110. 110 luôn là của người bình thường. Còn ba ăn ít, thành ra ba xuống chậm hơn. Thì đó là một số thông tin, tại vì sau khi mình làm cái video đầu tiên á, mình hướng dẫn cũng ngẫu hứng đây, là đi theo mẹ ra ruộng hái cỏ mực rồi về làm cỏ mực cho ba ăn, thì được rất là nhiều bà con mình trong và ngoài nước gửi tin nhắn và gọi điện hỏi. Thì chính vì vậy mình sẽ làm lại một cái video hướng dẫn chi tiết từ cái cách phân biệt cỏ mực, cỏ mực là gì nè, phân biệt cỏ mực với các loại khác, cỏ mực trồng ở đâu, hái cỏ mực như thế nào, rồi chia sẻ kinh nghiệm của như của ba mình và một số cô dì chú bác đã dùng hết bệnh đó. Và đây là một số tài liệu xét nghiệm của bệnh viện lớn đó, để cho mọi người tin là bệnh như thế nào, cái con số vượt cỡ bao nhiêu là hết. Đó thì cái này nó khá đơn giản thôi quý vị, và để ngày mai mình sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để chế biến đó. Mình đã hướng dẫn quý vị cách bảo quản rồi, giờ hướng dẫn cách chế biến và ăn đó, và mình sẽ dùng thử cho quý vị xem cái cảm giác của nó như thế nào. Tại hồi nãy mình có dùng thử cái cỏ mực tươi á, nó có rất nhiều công dụng nha, thì mình thấy nó không có mùi vị gì lắm đâu, nó chỉ hôi mùi cỏ tí xíu thôi chứ nó không có đắng không gì hết, nó cũng dễ ăn.
Đó, thì quý vị nhớ xem những cái video tiếp theo để cho nó thông tin chính xác ha. Chừng với cá vậy nó dễ ăn hơn, ba, chứ ăn nếu, không ăn không nổi. Nếu mà ba là cái người ăn thì ba thấy thì sao? Nó khó ăn không? Thì khi nó mà cũng phải cỏ mà nó phải hơi khó rồi, nhưng mà bệnh thì phải ráng ăn thôi, nó cũng được chứ không phải là khó, phải ăn hôi lắm. Thì nó đương nhiên nó không có ngon giống như rau kia, tại vì nó là cỏ nên nó không không mùi cỏ. Đó nên chính vì vậy mình ăn mỗi ngày thì mình muốn đỡ ngán đỡ sợ nó để ăn giống như là món rau vậy đó. Đó là mình thêm cá ha, hấp. Đó thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng đó, cách làm đó. Quý vị ăn xong nhiều khi ghiền là ăn luôn mỗi ngày. Cái này nếu mà mình ăn nhiều thì nó có sao không ba? Không, bà thấy không có gì hết trơn, ăn nhiều nó mau xuống thôi chứ. Nó xuống như là nằm ổn định luôn. Như ông bạn ba đó thì đi khám chung cũng cùng một bệnh. Thì ông về ông ăn, ông là này cũng dễ ăn đâu gì đâu, đâu khó. Ông ăn hai lần mà ông ăn nhiều lắm. Mà lên 2 tháng là ông rủ về tôi ông xét nghiệm lại coi như thế nào. Xét nghiệm lại ông xuống còn có 110 mà ông 130 mấy. Đó là nhiều người đó, họ dùng được mà không có tốn tiền, không có tốn công sức gì hết mà hết bệnh. Quý vị thấy không? Những cái bệnh đâu phải là thuốc tây thì nó chữa liền nhưng mà nó không có dứt được. Có những cái giống như thuốc nam nè, cây cỏ rau quanh nhà mình nè, tại sao mình không dùng? Nó xuống còn 200 nhiêu? 201. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu mà quý vị có gì thắc mắc hoặc là muốn xuống Long An để trực tiếp gặp ba mình để hỏi thêm về cái kinh nghiệm, thì mình sẵn sàng. Quý vị cứ liên hệ vào cái địa chỉ mình để bên dưới của mô tả của video đó. Rồi, cảm ơn quý vị xem chương